Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Thể loại nhập vai tiên hiệp đang ngày càng trở nên phổ biến và được cộng đồng game thủ đặc biệt chú ý mỗi khi có sản phẩm mới được ra mắt. Tuy vậy, phần lớn các game tiên hiệp trên thị trường đều mang tính mì ăn liền khá cao, nên cả đồ họa, nhân vật, gameplay hay tính năng đều ở mức tương đối, chưa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người chơi. Hiểu rõ điều đó, nhà phát hành V-Lay tự tin mang đến một tựa game đủ sức thỏa mãn những ai yêu thích tiên hiệp, mang tên Đấu Thần Tuyệt Thế. Đây có thể nói là tuyệt bản tiên hiệp mà người chơi chờ đợi bấy lâu nay khi cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt. Nhập vai tuyệt đỉnh, tự do hóa thân. Đấu Thần Tuyệt Thế Mobile mở ra một thế giới tiên hiệp đầy màu sắc cho người chơi thỏa sức du ngoạn và tự viết nên câu chuyện cho riêng mình. Đây mới là chất nhập vai mà một tựa game tiên hiệp cần phải có. Từ bối cảnh cho đến các NPC trong game đều được thiết kế sắc nét có hồn, khiến cho việc khám phá và tương tác với thế giới xung quanh trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, dàn nhân vật để người chơi hóa thân vừa đa dạng về số lượng phong cách, lại biến hóa trong lối chơi giúp game thủ dễ dàng chọn được một môn phái phù hợp nhất với sở thích lẫn tính cách của mình, từ đó dễ hòa mình vào thế giới tiên hiệp của game. Chưa kể là cho phép người chơi hóa thân thành các nhân vật thần thoại nổi tiếng như nữ Oa, Tôn Ngộ Không, Nacha, là nên một trải nghiệm tuyệt vời khó có thể bắt gặp ở một tựa game nào khác. Tu tiên độ kiếp, đột phá nhân vật. Bước chân vào Đấu Thần Tuyệt Thế Mobile, game thủ sẽ bắt đầu hành trình tu luyện để đạt đến cảnh giới cao nhất của tiên nhân. Đây là hành trình hết sức gian khổ, đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì mới có thể gặt hái được thành quả. Hệ thống tu tiên trong game được chia thành 9 cấp bậc, bắt đầu từ hạ cảnh giới và kết thúc khi đạt đến thượng cảnh giới, nơi nhân vật sẽ độ kiếp để trở nên độc tôn lĩnh vực. Đạt được lĩnh vực không chỉ giúp game thủ nâng cao lực chiến, sở hữu thêm tuyệt kỹ của từng loại lĩnh vực, mà còn thay đổi hình dạng cho nhân vật với những hiệu ứng cực ngầu, khẳng định đẳng cấp cho Đấu Thần Tuyệt Thế V-Lay. Tính năng đầy đủ, thỏa sức chiến game. Bên cạnh thế giới tiên hiệp rực rỡ thì game mobile Đấu Thần Tuyệt Thế còn là thiên đường của dân cày với các tính năng đa dạng hấp dẫn để game thủ không bao giờ cảm thấy chán. Người chơi có thể phát triển nhân vật theo nhiều hướng khác nhau nhờ tính năng mạnh hóa phong phú chi sâu, không bó hẹp họ trong bất kỳ khuôn khổ nào. Hơn nữa, càng lên cấp thì nhiều tính năng mới mẻ hơn sẽ được mở khóa, tạo điều kiện để nhân vật nâng cao lực chiến vô hạn. Chuỗi hoạt động PvP cũng nhiều vô kể, nên dù là người chơi thích trải nghiệm săn boss hay không ngại va chạm thì đều tìm được cho mình những sân chơi thú vị và luôn có mục tiêu để hướng tới. Đồng thời, game còn tạo môi trường để các tiên nhân được tự do giao lưu học hỏi, làm quen kết nghĩa, tạo nên nhiều câu chuyện về tình bạn lẫn tình yêu đẹp đẽ lay động lòng người. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các fan thể loại nhập vai tiên hiệp có thể trải nghiệm trong thời gian dài. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều.